73% nhà sản xuất thịt lớn nhất thế giới đối mặt với nguy cơ nhiễm đại dịch. Mạng lưới rủi ro và lợi suất đầu tư của công nghiệp chăn nuôi, FIEZZ cho biết nhà sản xuất thịt và trang trại chăn nuôi công nghiệp có nguy cơ cao nhiễm bệnh lây từ động vật sang người và các đại dịch trong tương lai tương tự COVID-19. Theo FIEZZ, các nhà sản xuất thịt rất nhạy cảm với đại dịch, đồng thời cũng là yếu tố chính tạo ra chúng. Báo cáo mới có tên ngành công nghiệp bị nhiễm bệnh, cảnh báo các nhà đầu tư về tác động hiện nay của COVID-19 lên ngành sản xuất thịt. FIEZZ cho rằng với diễn biến hiện tại, ngành công nghiệp thịt có khả năng phải được xem xét lại kỹ lưỡng nhiều hơn và tăng thêm các quy định bắt buộc để tối thiểu nguy cơ nhiễm bệnh. Các quy trình an toàn phụ, giám sát, tiêm vaccine cho cả nhân công lẫn động vật và đào tạo an toàn sinh học có lẽ không tương thích với mô hình công nghiệp chăn nuôi hiện tại. FIEZZ tìm thấy 73% các nhà sản xuất thịt lớn nhất thế giới đều nằm ở mức nguy cơ cao trong bảng đánh giá đại dịch của mạng lưới này. Báo cáo trên cho biết, các nhà máy sản xuất thịt là trung tâm của những vùng phát dịch trên toàn cầu. Mô hình công nghiệp hóa của ngành sản xuất thực phẩm động vật đã được tối ưu hóa để ưu tiên chi phí và hiệu suất với cái giá phải trả là rất nhiều các yếu tố khác bao gồm sự an toàn của nhân công, an toàn sinh học và nhất là khả năng hồi phục. Like Kylie.